Thế thì các bác cũng tại cái lớp học này ấy, thì chị Đình với cả chị Thu nhá, chúng ta sẽ sắp xếp cái sắp xếp các cái chủ đề để chúng ta hát nhá. Ví dụ như là hát than thân thân trách phận thì ai mà có thể có khả năng hát than thân trách phận thì chúng ta sẽ vào một nhóm. Ai mà có thể hát hát mừng nhà mới hay là hát mừng đám cưới hay là hát gì đấy, hát gọi là hát vôi đấy là chúng ta sẽ vào một nhóm nhé. Hát than thân trách phận sẽ vào một nhóm nhé. Rồi hát nàng Nga hai mối cũng vậy ạ. Hát nàng Nga hai mối chúng ta cũng vào một nhóm. Nếu mà bác nào thuộc nhiều thì chúng ta xếp ở cái nhóm thuộc nhiều. Bác nào ở cái nhóm hát được một đoạn, hai đoạn, vài ba đoạn thì chúng ta cũng xếp vào một nhóm. Như vậy thì chúng ta sẽ có được các cái nhóm và cũng mong là các chị là mỗi một nhóm là chúng ta thống kê tên đầy đủ nhé. Ghi tên đầy đủ của các bác, tên, tuổi, địa chỉ của từng nhóm một ạ. Từng nhóm một. Và thông qua cái lớp này thì chúng tôi mong muốn là các bác chúng ta sẽ thu được những kết quả mà thu được những kết quả rất cụ thể như thế ạ. Rất cụ thể như thế, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ còn phải duy trì cái việc này. Duy trì việc này và chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau bởi vì không phải riêng năm nay đâu ạ. Không phải riêng năm nay chúng ta tổ chức hát thường năm một mẹ đâu. Chúng ta sẽ có những cái cuộc sinh hoạt thường xuyên hơn. Bởi vì chúng tôi thấy là cái phong, nếu mà nói là Lạc Sơn là cái huyện mà thực sự là có phong trào hát thường năm một mẹ, chứ không phải là chỉ gọi là lấy. Mà không biết chị Đình có nắm được các cái số câu lạc bộ hát thường năm một mẹ của huyện đấy không? Nhưng mà đấy thì chúng tôi cũng rất mong, rất khuyến khích là dạ. Vâng, cũng mong là các chị là thông qua những cái đợt như thế này thì chúng ta sẽ củng cố lại cả cái việc mà chúng ta tổ chức thành lập câu lạc bộ như thế nào, rồi là sinh hoạt ra làm sao, có kế hoạch sinh hoạt cho năm tới. Bây giờ hết năm 2023 rồi thì qua cái lớp tổ huấn này chúng tôi cũng mong muốn là mỗi một xã chúng ta có được một cái câu lạc bộ như thế và chúng ta có kế hoạch sinh hoạt hát thường đan bộ mẹ hàng tuần, hàng tháng, nếu mà hàng tuần không được thì hàng tháng các bác ạ. Và chúng ta chia chủ đề ra sinh hoạt. Có thể là chúng ta có những tháng chúng ta chỉ sinh hoạt chuyên đề về hát một cái loại hình nào đấy thôi, hát và cái nào mà cần phải học nhiều thì chúng ta dành thời gian nhiều, cái nào học ít thì loại hình nào mà học ít thì chúng ta sẽ dành thời gian học ít. Bởi vì ở lớp tập huấn này thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số các bác là đã từng là cán bộ xã hoặc là đã từng làm cán bộ ở một cái đơn vị nào đấy, thì chúng ta có cái khả năng sắp xếp đấy, khả năng sắp xếp nội dung cho từng tháng sinh hoạt. Thì sau này chúng ta sẽ có những gọi là giống như kiểu là ban chủ nhiệm câu lạc bộ và chúng ta có cái kế hoạch sinh hoạt. Bởi vì là có nhiều nghệ nhân thì chúng tôi biết là nhiều bác nghệ nhân chỉ quan tâm đến hát thôi, chứ còn cũng không quan tâm nhiều đến cái việc tổ chức câu lạc bộ như nào. Nhưng mà tôi biết là có một số bác là đã từng làm cán bộ là có khả năng đấy ạ. Có khả năng tổ chức câu lạc bộ đấy, tập hợp nhóm để trở thành câu lạc bộ được. Thế cho nên là qua cái lớp tổ huấn này là chúng tôi mong lưu ý những cái việc như thế. Tôi xin phép được có một cái ý nữa, một cái ý nhỏ này nữa thôi để các bác hình dung ạ. Hát thường đan bộ mẹ chúng ta ấy, nó là nếu mà nói là một nghệ thuật trình diễn thì nó không đầy đủ mà nó còn là một cái loại hình văn học dân gian các bác ạ. Một cái loại hình văn học dân gian nữa, bởi vì chúng ta ở trong hát thường đan bộ mẹ chúng ta có âm nhạc này, có nghệ thuật trình diễn này và có văn học. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta làm nên nổi, cái việc mà chúng ta sinh hoạt thường xuyên, làm phát bảo tồn tốt, phát huy tốt các cái loại hình hát thường đan bộ mẹ này thì chúng ta sẽ hỗ trợ được các loại hình
di sản văn hóa khác, các loại hình di sản văn hóa khác, để làm sao mà cái mục tiêu cao nhất ấy, khi nào mà chúng ta có điều kiện ấy, thì bộ chữ Mường thì chúng ta đã có rồi. Bộ chữ Mường chúng ta đã có rồi và ở đây rất nhiều nghệ nhân cũng đã được tập huấn bộ chữ Mường, và chúng tôi cũng biết là nhiều bác là có khả năng sử dụng bộ chữ đấy rồi ạ. Thì cũng mong muốn là các bác là ngoài cái việc mà chúng ta bảo tồn các huy thì chúng ta nếu có thể chúng ta về chúng ta chép các cái bài hát thực đăng của mẹ của chúng ta thuộc bằng cái bộ chữ Mường ạ, bằng cái bộ chữ Mường. Có thể mỗi một bác có những bài hát của mình sẽ chép ra thành tập bài hát riêng của mình, xong sau đó là mỗi một kỳ sinh hoạt câu lạc bộ thì chúng ta trao đổi, ngoài trao đổi bằng lời hát, bằng hát giao duyên, bằng hát ví đối thì chúng ta còn trao đổi với nhau bằng cái văn bản mà chúng ta chép ra nữa. Đấy, chúng ta chép ra thành những cái bài hát. Đây, tôi có bài hát này, tôi chép đây, tôi chép như này, xong rồi đưa ra sinh hoạt câu lạc bộ, chúng ta trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau. Và tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là các bác nên học lại, truyền đạt lại, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau về cái hát Nàng Nga Hai Mối. Hát Nàng Nga Hai Mối là câu chuyện vô cùng hay, vô cùng đặc sắc của người Mường vùng Lạng Sơn các bác ạ. Không có đâu có đâu, các huyện khác người ta không thuộc đâu các bác ạ. Các huyện khác thì người ta thuộc những bài khác cơ, nhưng mà câu chuyện Nàng Nga Hai Mối với cả Phúc Lóc Bình Yêu là chúng tôi cho đánh giá rằng là chúng tôi sẽ phấn đấu là chúng tôi sẽ có một cái hồ sơ khoa học riêng cho hát Nàng Nga Hai Mối và hát Phúc Lóc Bình Yêu. Cho nên là ngoài ra thì một cái hồ sơ riêng mỗi trong cái hát thực đăng của mẹ này, chúng tôi phấn đấu có 4-5 bộ hồ sơ riêng cho từng cái loại hát một. Hát Thăng Thân Trách Phận là một hồ sơ riêng, hát Nàng Nga Hai Mối là một hồ sơ riêng, hát Út Lót Thủy Điêu là một hồ sơ riêng, hát Mừng Nhà Mới, hát Mừng Đám Cưới, hát Chia Sẻ, hát Giao Duyên là một bộ hồ sơ riêng các bạn. Nhưng mà muốn làm được cái việc đấy thì các bạn là từ thông qua cái lớp của vấn này các bạn sẽ có, sau đây các bạn về sẽ xây dựng được, thành lập được các câu lạc bộ của từng xã. Các câu lạc bộ của từng xã, mỗi một xã có một câu lạc bộ để làm sao chúng ta mỗi một tháng chúng ta sinh hoạt một lần, hoặc thậm chí là mỗi câu lạc bộ mỗi một tuần chúng ta sinh hoạt một lần, hoặc 10 ngày chúng ta sinh hoạt một lần, rồi chúng ta có những cái văn bản mà chúng ta chắc được, chúng ta trao đổi, chúng ta học hỏi lẫn nhau các bác ạ. Đấy, thế thì để mà cùng trao đổi các bác tại cái lớp tập huấn này thì nếu mà nói nhiều nữa về các bộ quản lý thì chắc các bác cũng không quan tâm nhiều đâu. Thế cho nên là đối với cái mục tiêu của lớp tập huấn này thì tôi đưa ra mấy cái mục tiêu như vậy, cũng mong các bác là ủng hộ. Và sau đây thì tôi xin dừng lời và nhường lời lại cho chị Đình với cả chị Thu, để anh Nam sẽ điều hành cái lớp tập huấn của chúng ta, và mong sao là lớp tập huấn của chúng ta trở thành ngày hội, chứ không phải ngày hội với lớp tập huấn với một tinh thần ngày hội hát thực đăng của mẹ. Và xin trân trọng cảm ơn các bác ạ. Vâng ạ. Xin trân trọng cảm ơn bà Bùi Kim Phúc, trưởng phòng quản lý văn hóa sở văn hóa thể thao và du lịch, cũng vừa truyền đạt những cái thông tin về công tác quản lý nhà nước về bảo tồn phát huy cái giá trị di sản văn hóa của cái thể hát Phương Nam Bổ Mẹ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cũng như là đặc biệt là trên đối với địa bàn huyện Lạc Sơn của chúng ta. Thế thì về cái công tác bảo tồn phát huy thì lúc nãy là đồng chí Bùi Kim Phúc đã vừa trao đổi với các bác rồi. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái nội dung về bảo tồn, phát huy cái thực đăng của mẹ này và cái giá trị của nó như thế nào, chúng ta cũng đã vừa được mục tiêu. Thế thì tiến tới cái thực đăng của mẹ sẽ chúng tôi sẽ là trình cái bộ văn hóa thể thao du lịch để đưa vào cái danh mục di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Thế nó giống như là cái con Mường, chiêng Mường và cái tri thức lì roi cho người Tre của người Mường, cũng như cái hồn hai hạ đấy được rồi đấy. Chúng ta hiện tại thì Mường của chúng ta là có cho đến bây giờ là có 4 cái di sản văn hóa phi vật thể quốc gia rồi, và trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là có 5 cái, trong đó cái Tre Con của người Thái nữa đấy, được vừa được đồng chí giảng viên đã thông tin các bác. Thế thì tiến tới tiếp tục ạ, sang cái năm 2024 thì chúng tôi sẽ trình cái hồ sơ di sản thường đang của mẹ này. Thế thì để và bộ văn hóa thể thao du lịch đưa vào cái di sản phi vật thể quốc gia thì nó còn phải cần có những cái
ta cần thực hiện những cái lời hứa trong cái công tác bảo tồn phát huy của địa phương làm sao để chúng ta truyền dạy cho thế hệ trẻ như thế nào. Đấy, cái di sản mà được công nhận ấy, thì nó phải có mang tính trường tồn, có mang tính kế thừa. Đấy, nếu mà di sản mà được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia rồi mà là UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của thế giới, là những cái mong muốn chúng ta đang trình bây giờ. Nếu mà chúng ta không bảo tồn, không lưu giữ và không có cái cách truyền dạy thì di sản đó nó sẽ mất đi và nó không còn mang cái tính đại diện cho cộng đồng, cho dân tộc nữa. Đấy, thì như vậy là người ta ra quyết định thì người ta cũng có thể thu hồi lại quyết định, đúng không? Nếu chúng ta không lưu giữ tốt, không bảo tồn tốt thì cái di sản chúng ta mang một đi và mất đi thì đương nhiên là người ta sẽ thu hồi lại, để thu hồi lại cái quyết định này. Đấy mà thật ra cũng không ai có cái chuyện là di sản được công nhận mà bị thu hồi. Đấy, cái đấy thì cũng nhờ, đang nhờ là nhiều cái những cái tình để bảo tồn, để trông tồn nữa không? Để chính là cái cá nhân, các nghệ nhân và các bạn đang ở đây. Đấy, nên vào huyện Lạc Sơn chúng ta. Đấy, thì như đồng chí Lý Phúc vừa nói rồi, cái tồn tại của cảnh này thì nó không phải là riêng gì ở Lạc Sơn đâu, nhưng Lạc Sơn là một trong những cái địa bàn phải nói là cái phong trào của nó nổi trội nhất, nó nặng nề nhất, và cái ý thức của cộng đồng để lưu giữ cái các cái điều mà hát dân ca nói chung, trong đó tồn tại của cảnh là phải nói là bảo tồn tốt nhất trong một số các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đấy thì mong rằng qua cái buổi tập huấn này chúng ta nhận thức rất sâu sắc, chúng ta có những cái ý thức để chúng ta cùng đoàn kết làm sao mà chúng ta bảo tồn và lưu giữ được cái giá trị di sản văn hóa vốn quý của cha ông chúng ta truyền lại. Vâng, thông tin các bác như thế thì sau đây thì cũng xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, chị Bùi Thị Minh ạ. Vâng, và chị Vì Thu sẽ điều hành được tập huấn của chúng ta hôm nay và trong cái công tác của chương trình là được chúng ta về cái công tác của mẹ này. Còn xin trân trọng kính mời chị. Trước hết là kính thưa các đồng chí Bùi Kim Phúc và các đồng chí ở phòng quản lý văn hóa, sở văn hóa, thể thao và du lịch. Kính thưa toàn thể các nghệ nhân chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay thì cũng trước hết không biết nói gì hơn là trân trọng cảm ơn các đồng chí ở sở văn hóa đã luôn là tạo điều kiện để cho các nghệ nhân chúng ta có những lớp tập huấn như thế này, có những cái cuộc giao lưu học hỏi như thế này để chúng ta bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của chúng ta, đặc biệt là cái di sản hát thường đang ở đây đang có nguy cơ là nếu chúng ta không có những cái cuộc như thế này thì chúng ta sẽ bị mai một đi. Và thay lời cho tất cả các thành viên, trước hết là cảm ơn các đồng chí đã luôn quan tâm đến di sản hát thường đang của mình nói chung, và đặc biệt là Lạc Sơn là được mở rất là nhiều lớp, và chính vì vậy mà các nghệ nhân của chúng ta lại được có cơ hội nhiều hơn, và cũng mong rằng qua những cái lớp như thế này thì chúng ta sẽ góp công góp sức để mà bảo tồn cái di sản của chúng ta. Và cũng hôm nay thì tôi có mặt ở đây và được trao đổi và chia sẻ với các nghệ nhân là một may mắn của riêng bản thân tôi, là mặc dù là cái tuổi đời của tôi và đồng chí Thu ở đây thì cũng về hát đường ấy là chưa được bằng các nghệ nhân đạo cổ ở đây, nhưng mà chúng tôi đứng ở đây để mà được tiếp thu và được học hỏi để sau này có một cái phần hiểu biết của mình rộng hơn về văn hóa văn nghệ, và nhất là các giai điệu thường đang các giai điệu thường đang của nghệ của chúng ta, để mà có cơ hội truyền lại cho những cái tầng lớp trẻ hơn nữa, các bạn nhỏ tuổi ở các cái thế hệ trẻ, để mà cái di sản của chúng ta không bị mai một đi. Và cũng rất là mong là các nghệ nhân sẽ cùng với tôi và
phấn từ đây đến ngày mai là sẽ trở thành một cái ngày hội như đồng chí Bùi Kim Phúc vừa chia sẻ, là các nghệ nhân sẽ thể hiện hết mình và sẽ chia sẻ tất cả những gì mà chúng ta biết về giai điệu dân ca Mường để mà chúng ta có thể tiếp bước làm sao đấy cho dân ca của chúng ta được bảo tồn. Thế thì tôi cũng muốn chia sẻ với các nghệ nhân, trước hết là nói đến dân ca thì dân ca Mường thì tôi cũng đã chia ra nó thành là 8 cái giai điệu chính, bởi vì là thực năng của mình chúng ta có thể dùng trong tất cả các cái sinh hoạt đời sống của chúng ta, nó không phải như mo Mường đúng không ạ? Mo Mường thì chúng ta cần có ghi lê đấy thì chúng ta mới thực hiện được, nhưng riêng di sản, nhưng riêng là thực năng của mẹ thì chúng ta có thể vận dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày và trong đời sống sinh hoạt. Thế thì tôi chia ra ở đây là có 8 cái làn điệu cơ bản về các giai điệu làn điệu dân ca Mường. Thứ nhất là mo khấn ạ. Mo khấn thì cũng được gọi là một trong những cái làn điệu dân ca đấy, không phải là mo là chúng ta chỉ biết là đi mo đi khấn, và các thầy mo thầy khấn là cũng phải có giai điệu đấy. Và trong cái mo khấn thì lại còn có chia ra là nhiều giai đoạn khác nhau, ví dụ như là mo lên hoặc là mo xuống hay là mo nhìn thì nó sẽ có những cái âm điệu giai điệu nó lại có cái sự khác nhau. Tiếp nữa là cái điệu phát tác là cái điệu đầu năm mà các chủ trò đấy, các chủ của cái bộ phường chiêng hoặc là cái phường bùa đấy, người ta thường sử dụng đấy, hay cũng gọi là điệu phát tác. Thì ở Lạng Sơn thì là bây giờ còn có rất là nhiều những cái câu lạc bộ mà bây giờ trên YouTube các nghệ nhân cũng đã thể hiện rất là nhiều. Và đặc sắc là trong những cái dịp lễ Tết ạ, là các phường bùa thường hay đến nhà của gia chủ để chúc Tết ạ. Đây thường các chủ trọ thường dùng cái điệu phát hát đấy. Và ít nữa là tôi đi sâu từng cái điệu thì chúng ta sẽ được nghe các nghệ nhân sẽ thể hiện. Và những cái điệu này chúng ta có thể kết hợp rất sâu sắc cái điệu thường đang của mình của chúng ta vẫn được, đúng không ạ? Tiếp nữa là đến điệu thường đang đấy, một số nơi gọi là đang nhưng mà mình thường ở Lạng Sơn mình gọi là thường rang đấy. Thường rang đây là một cái điệu mà có cái sự luyến lấy cũng như là cái cao độ nó rất là khó đối với huyện Lạng Sơn nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Thì bây giờ những cái lứa tuổi mà trẻ có thể hát thường rang cũng rất là ít. Chính vì vậy mà cái việc mà các nghệ nhân hôm nay có mặt ở đây là một trách nhiệm của chúng ta là phải làm sao để vừa lưu giữ được nhưng chúng ta lại vừa phải có những cái phương pháp để chúng ta truyền lại cho thế hệ trẻ, chứ không phải là chúng ta biết hát rồi nhưng mà chúng ta cứ gọi là hát cho chúng ta hôm nay thôi, còn ngày mai thì là thế hệ trẻ không biết gì về thường trang của mình thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có mặt ở đây để chia sẻ với nhau để mà tìm ra cái phương pháp làm sao đấy chúng ta hát được rồi. Các nghệ nhân vào cuộc hiện nay đứng ở đây, ngồi ở đây, tôi thấy có rất là nhiều nghệ nhân bậc làm cha làm mẹ là những người mà hát rất là hay và rất là sâu sắc các lần điệu thường đang
mà điều thường đang là rất là khó khăn. Tôi phải nói là cái lúc đầu mà học hát điều thường đang là tôi mất gần 2 tháng đấy. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy cái điều này nó rất là khó. Khó như vậy nhưng mà chúng ta phải làm được, đúng không ạ? Thì cũng rất là mong các tịnh nhân sẽ cùng với tôi cũng như là các đồng chí ở sở văn hóa là sao đấy, chúng ta bảo tồn phát huy được, nhưng mà chúng ta làm sao lưu truyền được cho thế hệ trẻ, đấy là cái quan trọng nhất. Tiếp nữa là điệu ví đúng ạ. Ví đúng thì đây là một cái làn điệu mà sử dụng rất là phổ biến, mà cái điệu ví đúng này theo tôi thì đây là cái điệu mà chúng ta sử dụng nhiều nhất trong mọi hoàn cảnh trong cái cuộc sống, và được nhiều người hát nhất và có nhiều người hát được nhất đối với cái điệu ví đúng ạ. Và tôi đi gọi là trong cuộc sống hàng ngày, kể cả đi đám cưới hay là đi mừng nhà mới, cái làn điệu ví đúng này được vận dụng rất là tốt, rất là linh hoạt. Và bây giờ là đặc biệt là các nghệ nhân là đi hát những đi là toàn là sử dụng điệu ví đúng rất nhiều, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là bộ mẹ nó cũng khá chi là khó hát, và nó cũng khó mà tầm với tường đa nữa. Bởi vì cái điệu bộ mẹ là nó cũng có cái độ luyến đáy rất là nhiều. Và hiện nay thì các nghệ nhân ngồi đây thì chắc là sẽ hát được, nhưng mà cái tầng lớp trẻ từ cái tuổi của chúng tôi trở về đây thì cực kỳ là hiếm. Đối với điệu thường đang của mình thì tìm người để hát được thì rất là hiếm. Chính vì vậy mà các nghệ nhân nên quan tâm nhiều hơn đến cái việc mà chia sẻ cho tầng lớp trẻ. Tiếp nữa là đồng dao. Đây cũng là một cái làn điệu dân ca mà có nguy cơ là nếu mà chúng ta không khơi dậy là kiểu gì cũng quên lãng so với cái điệu ví đúng. Thì cái đồng dao của chúng ta, đồng dao hoặc là họ vè ấy, thì theo tôi là chúng ta đang không quan tâm đến không. Và trong cái đồng dao và vè này thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái điệu thường đang của mẹ để chúng ta thể hiện. Nhưng mà riêng cái điệu đồng dao, cái đồng dao của phần mềm chúng ta là thời gian gần đây thì mới bắt đầu được quan tâm một chút. Còn trước đây thì là theo tôi tìm hiểu ở Lạc Sơn mình là đang quên, đang có một cái gì đấy là các quý nhân cũng như là một người đang quên cái đồng dao vào và vẻ của phần mềm chúng ta. Và khi mà tôi có gọi là cơ duyên thôi trong cái chương trình văn nghệ mà muốn bổ sung thêm cái phần gọi cho nó đặc sắc, nên là tôi mới đặt lại cái điệu đồng dao. Và thật ra thì lúc đầu cũng không nghĩ là các bạn trẻ lại đón nhận nó một cách gọi hào hứng như thế, nhưng mà sau đấy thì tôi thấy cái bài đồng dao mường mà tôi đã đặt lời lại, tất nhiên là phẩm dựng không giống y hệt ngày trước, nhưng mà là dựa trên cái đồng dao của chúng ta và được các bạn trẻ bây giờ rất là đón nhận mà hát rất là nhiều. Chính vì vậy tôi nghĩ là cái điệu đồng dao sẽ là chúng ta nên quan tâm và đừng nên mai một nó đi. Bởi vì trong cái cuộc sống của chúng ta, đồng dao và vè là những cái gì mà thể hiện luôn và ai đúng không ạ? Nghĩ gì nói đấy luôn, mà cái câu của nó rất là nhịp nhàng, tạo cho cái các bạn trẻ ấy, nó không khác gì đồng rap đâu ạ, đồng dao với vẻ ấy, nó không khác gì đồng rap, thế là các bạn trẻ rồi nhớ rất là nhanh. Chính vì vậy mà các bạn ở trong trường cấp 1, 2 hoặc là cấp 3 vẫn có thể hát cái điệu này mà thuộc rất là nhanh. Và một số bạn của người kinh vẫn
Yeah.
vừa rồi thì đồng chí Thu đã khởi động cái phần hát ví đu để cho các nghệ nhân chúng ta sẽ bước vào một cái ngày hội giao lưu. Và tôi muốn nói ở đây là cái điệu hát ví đu ấy là một trong cái điệu mà được sử dụng mà phong phú nhất hiện nay. Và chính vì vậy mà cái đại điệu ví đu sẽ có một cái sức sống mạnh mẽ hơn những cái điệu thường ra của mình. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn nói là cái điệu thường ra của mình tuy là nó khó như thế, nhưng mà chúng ta ngồi đây để chúng ta tìm ra cái phương pháp để lưu giữ nó. Và tôi muốn chuyển sang cái phần của làn điệu thường ra là vì muốn là các bác sẽ khởi động từ cái điệu ví đu. Tại sao điệu ví đu chúng ta lại có thể mà sử dụng một cách linh hoạt như vậy? Nhưng mà điệu thường ra chúng ta đang trên đà, chúng ta đang có cái đà là gọi là thế hệ trẻ chúng ta biết được. Cho nên tôi muốn khởi động từ cái điệu ví đu ạ. Và tôi muốn nói là tại sao tôi liên kết với mo ngưỡng của chúng ta. Bởi vì cái thường ra của mình là được sử dụng trong cái phần mà mo đẻ đất đẻ nước, tức là kể chuyện đẻ đất đẻ nước, thì các ông mo cũng sử dụng được cái điệu thường đang vào cái phần của mo mà đẻ đất đẻ nước, đúng không ạ? Và tôi muốn nói ở đây là cái sự phong phú và cái sự kết hợp nhuần nhuyễn của dân tộc chúng ta, của các thế hệ cha anh chúng ta trong cái điệu thường đang. Và tôi rất là muốn là mong muốn là các nghệ nhân ở đây chúng ta sẽ thể hiện cái điệu, cái lời của mo đẻ đất đẻ nước ấy bằng cái điệu thường đang. Để tôi muốn nói là cái điệu thường đang được sử dụng phong phú như thế và được kết hợp một cách nhuần nhuyễn từ cha ông của chúng ta, chứ không phải là cái điệu thường đang chỉ dành cho cái đời sống hàng ngày đâu ạ. Đời sống hàng ngày thì chúng ta vẫn sử dụng, nhưng mà riêng trong cái mo mường của chúng ta vẫn dùng điệu thường đang được. Và các nghệ nhân mo của chúng ta đã hòa quyện cái điệu thường đang đấy để kể chuyện đẻ đất đẻ nước, chính là mo đẻ đất đẻ nước ạ, mo đặt đầu đấy. Thế thì hôm nay thì vừa rồi chúng ta khởi động bằng cái điệu ví đu để các nghệ nhân gọi là chúng ta sẽ làm ấm lên cái không khí văn hóa văn nghệ dân gian, đúng không ạ? Và tôi đang đi sâu đến cái vấn đề là cái điệu thường đang của mình được sử dụng sâu sắc, rất là sâu sắc. Và đến giờ phút này thì trên ban tổ chức chúng tôi là có tên của một nghệ nhân mà trước hết là một năm thì chắc là thời gian thì cũng đã khá là muộn rồi. Sau đây thì tôi rất là muốn mời một nghệ nhân sẽ mo một cái đoạn đẻ đất đẻ nước, tức là chúng ta không thường thường thì mo thì sẽ sử dụng trong nghi lễ, nhưng cái phần kể chuyện đẻ đất đẻ nước đấy chúng ta không phải là kiêm cứ gì đâu ạ, đúng không ạ? Thưa các thầy là con nói đúng không ạ? Vì cái phần mo kể chuyện đẻ đất đẻ nước là chúng ta kể lại cái đẻ đất đẻ nước của chúng ta thôi, không có cái gì ảnh hưởng là đến tâm linh hay là cái gì, mà là cái đấy là kể lại câu chuyện đẻ đất đẻ nước của chúng ta. Và chúng ta vẫn có thể thể hiện ở đây luôn được ạ, không phải là cứ có nghi lễ năm ma thì chúng ta vẫn có thể kể chuyện đẻ đất đẻ nước, chúng ta vẫn có thể kể ở đây được. Và trong cái phần mà tôi muốn nói với các nghệ nhân là mong là các nghệ nhân sẽ sử dụng cái vận dụng cái làn điệu thường ra của chúng ta vào cái phần đầu thôi thì rất là tốt đấy. Thì sau đây thì tôi cũng trước hết ở đây thì có rất là nhiều các nghệ nhân mong, nhưng mà trước hết thì tôi xin phép các nghệ nhân già tuổi là tôi sư cô, bởi vì tôi cũng đứng ở đây thì cũng có rất là nhiều lứa tuổi, thế thì tôi cũng xin phép được sư cô ạ. Và xin mời nghệ nhân Bùi Toán
của Tân Đạo ạ. Sẽ thể hiện một cái đoạn ho kể chuyện nẻ đất nẻ nước bằng cái làn điệu cường đang. Tôi đang nói là vận dụng cái làn điệu cường đang vào cả ho ngược. Và cái làn điệu cường đang thì sử dụng trong tất cả những cái hoạt động sinh hoạt của người dân chúng ta. Và trong đấy có cả ho nẻ đất nẻ nước ạ. Kể chuyện nẻ đất nẻ nước. Cô Nam Bộ, cô Đạo, tôi xin trích một đoạn thì về mo nẻ đất. Còn các ông bà thì các anh chị thì muốn thương về đây có đo bằng tay thì cho tay, không phải tay tôi đấy nhá. Oh, yeah.